Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách thiết lập cái mô hình firewall ảo. Thì ở trong cái bài này á, thì mình sẽ thử nghiệm ha, đối với một cái dòng firewall là Sophos UTM. Thì đầu tiên là các bạn cần phải làm cái thao tác là download về cái sổ của cái chương trình này. Thì các bạn có thể lên Google ha, các bạn tìm kiếm với cái từ khóa là Sophos UTM download, rồi sau đó các bạn đi vào cái link của cái trang Sophos. Ở dưới đây các bạn thấy là nó có cho mình các cái mục download, thì do mình đang muốn gọi là thử nghiệm ở trên cái môi trường là firewall ảo, cho nên mình sẽ download về sẽ là cái software Appian. Rồi mình sẽ chọn một cái bản gọi là 9.4.1 ha. Rồi, các bạn click vô cái phần download. Rồi các bạn check vô cái phần accept agreement. Đến đây thì các bạn sẽ tiếp tục là điền vô cho cái trang web của mình. Đây là một số cái thông tin thì nó sẽ hiện ra cho bạn cái mục download. Thì ở đây mình đã điền rồi ha. Cho nên cái trang Sophos này nó có nhớ á, cho mình download về cái file ISO thì dung lượng nó khoảng 900 MB. Thì mình đã download sẵn rồi. Thì bây giờ để mà mình thử mình thiết lập cái sơ đồ này đây á, mình sẽ chạy nó ở trong cái môi trường ảo là của VMware Workstation. Thì đầu tiên mình sẽ tạo ra một cái máy ảo ha. Các bạn chọn một file New Virtual Machine. Ở đây mình vẫn để Tabico. Thì thật sự là mình cũng chẳng biết là cái firewall này đây thì nó đang chạy trên cái nền Linux gì, cho nên mình sẽ chọn một cái installer, mình browse vô bên trong cái sụp ISO download về. Ở đây mình tiếp tục. Thì đến đây thì mình thấy là cái chương trình VMware Workstation ở đây nó nhận dạng là cái file ISO này á, nó chạy trên cái nền tảng là Linux CentOS. Next tiếp tục. Mình đặt cho cái tên là Sophos UTM. Mình sẽ chọn cái chỗ để lưu trữ cái máy ảo của mình, một chỗ nào đó bên trong cái máy tính của mình. Đây, ở đây mình muốn để mặc định cho cái ổ cứng nó là 20 GB. Thật sự đây chỉ là firewall thôi, cho nên cái phần dung lượng về ổ cứng nó sẽ không có sử dụng nhiều ha. Đến đây thì các bạn thấy là bây giờ là cái chương trình VMware của mình ở đây nó đang tạo ra một cái máy ảo, nó chỉ có một cạc mạng thôi. Thì nhưng cái máy mình ở đây đang đóng vai trò là firewall. Để đóng là vai trò firewall á, thì nó cần phải có nhiều cạc mạng. Thì lúc này mình sẽ thêm vô. Rồi, mình bấm mạng. Cái cạc mạng này á, thì mình vẫn đang để nó ở chế độ NAT nè. Thì những cái này thì các bạn có thể tùy chỉnh nè, sau khi mà mình đã cài đặt xong. Mình nâng cái mức độ phần cứng của thiết bị mình lên. Ví dụ như đây mình cho là 4 GB đi. CPU là 4 CPU. Rồi, mình ok. Đây mình power lên. Thì bắt đầu cái tiến trình cài đặt. Ở đây nói mình là bấm enter ha để mà cài đặt. Thì ở trong cái quá trình cài đặt này thì chắc là nó sẽ yêu cầu mình set up một số các thông số ha, để mà các bạn điều khiển. Ở đây mình tiếp tục mình chọn start. Đây các bạn thấy là cái hệ điều hành này đang detect cái thông số phần cứng nha. À, nó detect ra là các CPU của cái máy của mình cũng như là các cái thông số về ổ cứng. Rồi mình vẫn chọn cái keyboard là tiếng Anh ha. Khu vực của mình là châu Á Thái Bình Dương. Rồi nó kêu mình chọn cái múi giờ, mình có thể chọn ở Singapore hay Sài Gòn. Rồi ở cái giao diện này nó hỏi mình là bây giờ là bạn phải chọn cho cái chương trình firewall của mình ở đây một cái cạc mạng để mình điều khiển lúc ban đầu.
Thì cái máy ảo mình đây mình đang gắn vô cho nó là ba cái cạc mạng, thì nó đang nhận là ETH0, ETH1 và ETH2. Thì ở đây mình quy định là ETH0 sẽ là cái cạc mạng để mà mình điều khiển lúc ban đầu. Thì các bạn lưu ý đây là đây chẳng qua là cái mình chọn thôi, các bạn chọn ETH1 vẫn được ha. Nó yêu cầu mình gán vô cái địa chỉ IP để mình điều khiển. Bây giờ mình gán cái IP nào á thì nó còn tùy thuộc vô cái môi trường môi trường mà để mà mình làm lắp. Thì hiện tại cái cạc mạng VN8 ở trong cái máy ảo mình đây thì nó đang để là ở đường mạng ứng là 192.168.255.0. Vì lý do này cho nên là cái máy này đây các bạn sẽ phải gán vô cho nó là một cái IP chung đường mạng. Ví dụ cho mình chỗ này mình sẽ cho nó là 255.253. Do là trong cái phần thiết lập về cạc mạng của máy ảo thì mình đang để cho nó là dạng NAT chỗ này. Rồi, mình click Next tiếp tục. Thì đến đây thì các bước này các bạn sẽ theo cái hướng dẫn của cái trình cài đặt thôi.
Rồi đến đây các bạn thấy cái quá trình cài đặt của mình đã xong ha. Thì các bạn để ý trên màn hình đó, thì nó nói mình là để mà kết nối điều khiển thì sẽ nhập vô cái đường link là HTTPS, cái IP mà mình đặt và cái port là 444. Rồi mình sẽ reboot lại thiết bị. Thì trong quá trình thiết bị nó boot á, thì các bạn có thể bấm phím F2 ha, để các bạn xem coi là các cái dịch vụ nó được khởi động ha, ở trong cái máy firewall này. Rồi, mà sẽ nhập vào chỗ này sẽ là https 2 chấm sẹt sẹt cái IP 255 253 và ở port là 444. Rồi các bạn tiếp tục click vào advanced ha, add exception, rồi các bạn confirm cái bảo mật. Đây nó sẽ yêu cầu các bạn điền vô số cái thông tin, ví dụ như tên của thiết bị, ví dụ như mình đặt là firewall.athena.lab, ví dụ vậy, tên công ty, thành phố, rồi đất nước. Nó yêu cầu các bạn là nhập vô cái password của admin, rồi các bạn điền vô cái password. Là cái email. Rồi sau đó mình check your accept mà, rồi nó bắt đầu cái quá trình nó cài đặt cho mình. Này, thì đến đây thì coi như là các bước cài đặt các bạn đã hoàn thành. Thì sau khi mà cái bước xử lý này xong á, thì các bạn sẽ phải kết nối lại vô cái IP là 192.168.255.253, rồi sẽ nhập vô cái user là admin, cái password mà các bạn đã định nghĩa. Thì lúc này mình sẽ đi vào bên trong cái giao diện để mà các bạn tiếp tục thiết lập cái bước ha, cho cái dòng firewall của mình. Rồi thì đến đây mình sẽ kết thúc cái video đầu tiên ha. Đó, này mình sẽ thử nè, admin nè. Đó, như vậy là các bạn đang ở trong cái giao diện nè, để mà các bạn điều khiển đó. Rồi thì tiếp tục thì chúng ta sẽ chuyển qua cái phần cái video số 2, các cái bước thiết lập cơ bản nè cho cái con firewall của mình. Chào các bạn, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cái phần số 2 của cái video là thiết lập cái firewall SOFOS. Hiện tại thì các bạn thấy là mình đang trên cái giao diện quản lý ha. Mình sẽ đăng nhập vô. Thì ở trong cái giao diện này các bạn thấy là lần đầu tiên mà mình thiết lập cái firewall á, thì nó cho mình có tự chọn là một á, là nếu như các bạn check vô cái continue á, thì các bạn sẽ tiếp tục, hoặc là nếu như các bạn đã có một cái file config sẵn á, thì các bạn hãy import vô. Thì đây là cái con firewall lần đầu tiên mình thử nghiệm ha, nên mình sẽ chọn là continue. License file thì hiện tại mình chưa có ha, mình next tiếp tục. Ở trong cái mục này thì nó đang hỏi mình á, là cái địa chỉ IP của cái internal ha, của cái đường mạng LAN ở trong cái tổ chức cục bộ của mình là như thế nào.
Thì mặc định thì nó đang sử dụng cái IP là 192.168.255.253 mà mình đã thiết lập ở cái video trước. Thì trong cái sơ đồ mình đây á, thì cái IP này mình sử dụng với mục tiêu là điều khiển, cho nên mình chỗ này mình vẫn để cho nó là IP tĩnh. Ở đây mình tiếp tục click next tới. Giao diện thì nó đang đưa ra cho mình tiếp cái vấn đề là nó hỏi mình là cái cạc mạng nào của con firewall thì mình sử dụng để mà kết nối internet. Nếu như mà các bạn thử nghiệm cái bài lab này ở trong cái môi trường ảo á, thì đầu tiên là các bạn sẽ phải xem xét lại cái vấn đề kết nối của cái dây mạng của mình. Đây là cái cạc mạng đầu tiên của cái máy ảo firewall của mình ở đây, thì nó sẽ tương ứng là cái cạc Ethernet 0. Thì cái cạc này mình sẽ sử dụng nó để mà mình điều khiển. Tiếp tục là cái cạc network adapter số 2 mình đây, giả định là mình sẽ sử dụng nó để làm cái đường link kết nối vào bên trong cái tổ chức hệ thống mạng LAN của đơn vị của mình. Thì trong bài này thì mình sẽ giả lập lên một cái hệ thống mạng LAN chạy bên trong cục bộ của chương trình VMware. Ở đây mình sẽ chọn cái giải pháp là mình sử dụng một cái tính năng trong cái VMware Workstation là cái LAN Segment. À, mình xuống cái LAN Segment ở đây. LAN Segment á, thì nghĩa rằng nó cho phép mình tạo ra rất là nhiều cái đường mạng ảo với cái tên do mình thiết lập. Thì mình sẽ click vô phần LAN Segment ở đây. Thì các bạn thấy là mình đã tạo sẵn ra một cái vùng là vùng inside. Ví dụ như mình muốn thêm một vùng nữa, các bạn cứ bấm nút add. Nên mình để vô đây là DMZ. Thì cổng mạng này mình sẽ cho nó kết nối vô cái vùng inside. Chỗ này mình chọn xuống là inside. Cái cổng network adapter số 3 này á, thì nó sẽ đóng vai trò là cái cổng mạng dùng để kết nối ra môi trường internet. Thì nó sẽ là cái cổng external của mình. Lúc này cổng này ở đây á, mình sẽ cho nó qua cái chế độ là bridge, chế độ cầu nối. Nó sẽ cầu nó kết nối qua cái cạc mạng vật lý của cái máy của mình ở đây ha, để nó có kết nối internet. Rồi mình bấm ok. Mình quay lại cái giao diện điều khiển. Thì các bạn thấy bây giờ nó hỏi mình là bây giờ là cái cổng mạng nào để mà mình kết nối đây. Thì các bạn thấy là chỗ đây nó đang liệt kê ra mình hai cái cạc mạng là Ethernet 0 và Ethernet 2. Ethernet 2 á, nó sẽ tương ứng là cái network adapter số 3 ở đây. Bởi vì trong cái máy LAN nó sẽ nhận là Ethernet 0, Ethernet 1 và Ethernet 2. Mình chọn là cổng Ethernet 2. Loại mà mình kết nối thì mình sẽ chọn là standard Ethernet interface. Chế độ gắn IP như thế nào? Static hoặc là sync IP động. Ví dụ ở đây mình để là sync IP động. Rồi, mình click next tới. Tiếp tục là cái giao diện thiết lập ban đầu, nó hỏi mình là những cái protocol nào mà được phép đi qua, được phép, được cho phép ở trên firewall. Để cho dễ thì lúc này mình sẽ check hết, tức là những protocol liên quan tới web, liên quan tới FTP, liên quan tới dịch vụ remote desktop, email và DNS ha, mình sẽ cho hết ha. Rồi các tính năng về IPS thì hiện tại mình chưa dùng thì mình click next tới. Thật sự những cái giao diện này thì sau này các bạn đi vô trong cái phần giao diện quản lý của thiết bị á, thì mình có thể chỉnh sửa sao cũng được. Rồi thì đến đây thì mình đã cho được cái firewall của mình nó có một chút thông số để mình hoạt động. Bây giờ nếu mình thử nghiệm tiếp là làm sao để cho cái máy Windows 10, máy ảo Windows 10 mình đây, nó có thể gọi là
kết nối được internet thông qua cái firewall SOFOT này. Thì đầu tiên thì mình sẽ chọn vô là cái mã Windows 10 của mình. Chọn vào phần cạc mạng. Thì cái máy này nó sẽ đứng ở phía sau cái firewall SOFOT. Thì mình sẽ chọn cái cạc mạng này, chọn vô chung cái profile LAN segment là inside và mình ok. Mình đăng nhập vô bên trong cái máy của mình. Rồi, quay lại cái giao diện của cái máy Windows. Để mình gán cái thông số về địa chỉ IP thì mình sẽ chọn vào cái phần interface và routing. Mình chọn vào phần interface. Đến đây thì các bạn thấy là hiện tại á, trong cái firewall của mình ở đây đó, nó chỉ có là định nghĩa lên cho mình là hai cái interface thôi. Đầu tiên ở interface có chữ internal này á, thì mục tiêu mình đang mong muốn sử dụng cái cổng này chỉ là để điều khiển, cho nên lúc này mình sẽ edit làm một chút. Cổng này mình đổi tên đi, mình đổi nó thành là management, chỉ dùng để điều khiển thôi. Rồi cổng external mình đây đang kết nối internet ha. Bây giờ mình new thêm một cái interface mới nè. Cổng này mình gọi là inside. Thật sự cái tên này thì mình đặt theo ý muốn của mình. Loại cổng mạng là Ethernet và nó sẽ sử dụng với tương ứng với cổng Ethernet của con firewall của mình. Địa chỉ IP mình sẽ cho là 192.168.10.254. Rồi, mình save. Thì đến đây thì các bạn thấy là cái cổng mạng của vùng inside mình đây nè, nó đang bị down. Nhưng hai cổng trên nó up. Lý do đơn giản là cái cổng thuộc cái vùng inside mình đây chưa được kích hoạt. Thì để kích hoạt mình sẽ click vô cái biểu tượng nó có giống như cái tắt khóa chỗ này. Các bạn đăng kích lên cho nó mở lên ha. Như vậy là mình gắn xong cái IP. Mình có thể kiểm tra kết nối mình qua cái máy Windows 10. Trong cái máy Windows 10 này mình đi vào bên trong cái mục gán cái địa chỉ IP. Trong cái máy này mình sẽ gán cho nó cái IP tỉnh là 192.168.10.1 để default gateway là 10.254. Thì 192.168.10.254 này nó chính là cái địa chỉ IP của cái cổng internal của cái cổng internal của cái máy SOFOT mình đây. Rồi, bây giờ mình sẽ làm cho cái máy Windows 10 của mình đây nó sẽ có thể kết nối internet. Thì trong quá trình lần đầu tiên mình thử nghiệm cái này thì thật sự là mình cũng chẳng biết là cái firewall này thì các cái rule, các cái luật lệ của nó như thế nào. Cho nên thì một cái cách gọi là rất là đơn giản là mình cứ bin. Ví dụ như đây mình bin 208.67.22.22 và bin trừ T đi. Tiếp tục là mình mở thêm một cửa sổ nữa. Mình bin 192.168.10.254 trừ T. Đó. Thì mình thấy bây giờ là cái kết quả là bin đến 10.254 của mình á nó đang hiển thị đúng. Tức nghĩa là gì? Đứng từ cái máy Windows 10 của mình đây đã có thể kết nối với con SOFOT. Nhưng mà cái con SOFOT firewall của mình có thể là chưa cấu hình cái rule firewall hoặc là chưa cái cấu hình NAT để cho nó có thể kết nối được internet. Thì tiếp tục thì mình sẽ làm cái việc là thiết lập một cái access rule và những cái NAT rule ha, để cho cái máy ảo Windows 10 mình đây ha, có thể kết nối được mạng.
Thì lúc này mình sẽ chọn vô trong cái phần gọi là Network Protection. Rồi, mình chọn vô phần Firewall. Ở trong cái phần Firewall thì nó sẽ cho phép mình định nghĩa ra các cái rule để mà xem coi là cái máy tính của mình được phép kết nối những dịch vụ gì. Thì mình sẽ chọn vô cái phần là New Rule. Bây giờ trong cái phần sort, nó là chỉ nguồn mình là từ chỗ nào, thì mình click vô cái biểu tượng giống như folder chỗ này. Mình nói là từ đường mạng thuộc cái vùng inside, thì mình kéo bên này mình thả qua. Dịch vụ gì thì ở mức độ thử nghiệm mình sẽ cho tất cả. Nếu như cái rule này nó chạy rồi mà các bạn muốn thử nó với những cái bài thiết lập rule nhiều hơn á, thì mình sẽ từ từ mình giảm bớt số lượng rule nó xuống. Đích đến là từ ở bất kỳ đâu. Hành động của mình lúc này là gì? À, cho phép à. Rồi. À, ví dụ như mình đặt cái cặp rule của mình đây ở mức độ là dưới cùng, mình save lại. Thì lúc này các bạn cũng để ý cái trạng thái của cái rule của mình đây là cho phép hay là không cho phép. Thì lúc này mình sẽ check vào ở trong cái vị trí này. Khi mà bạn check vào trong vị trí này có nghĩa là các bạn đã kích hoạt ha, bằng enable con cặp rule này lên. Rồi, mình quay qua cái máy Windows 10 mình nhìn. Thì ở bên cái cửa sổ bin đến 208.67.222.222 này á, nó vẫn gọi là chưa có hoạt động được. À, bởi vì nó vẫn đang thiếu cái NAT rule. Rồi, mình thiết lập thêm tính năng NAT. Mình chọn vào cái phần Smart Warning này ha. Mình chọn New. À, New. Sort của mình thì mình sẽ bỏ ra đi. Chọn từ sort là từ vùng Inside Network. Cổng kết nối sẽ là cổng External WAN của mình đây. Và mình sẽ sử dụng cái IP trên chính cổng này để NAT luôn. Thì chỗ này ví dụ như mình ghi là NAT từ inside to outside. Sau đó các bạn muốn ghi cái gì thì mình gợi nhớ thôi. Thì mặc định này các bạn cũng thấy là cái tính năng NAT này nó đang ở cái disable nè, mình phải mở này lên. Rồi, mình qua lại cái máy Windows 10 mình kiểm tra. Ở đây thì mình thử mở kết nối trên trình duyệt web, các bạn thấy nó đã có thể kết nối ở trên trình duyệt web. Mình thử đi vào trang web nào đó. Rồi thì các bạn thấy cái trang web của mình nó đã có thể hiển thị ha. Thì ở đây thì coi như là mình đã xong một cái phần gọi là thiết lập cái firewall support ha, ở mức độ rất là cơ bản ha. Nên là mình chỉ cần thử nghiệm là cho cái máy ảo của mình Windows 10 bên trong đây của mình đây nó có thể kết nối internet.
Sau đó thì nếu bước phát triển kế tiếp á, thì các bạn có thể chỉnh sửa hoặc là thêm bớt những cái rule, những cái kiểm tra nội dung theo cái nhu cầu của mình. Rồi đến đây mình xin kết thúc cái video này ha. Chào các bạn.